Đây, trái kinh khủng luôn. Đây, con sáo chi chín, trái sâu. Chùm chùm thái nha mọi người nha. Chôm giờ năm nay mới mất mùa nè. Cái quýt không bán được nè. Anh Hùng nói lụm về ăn, có dư thì cho nhím, cho bà con dòng ăn. Rồi quá trời trái. Quýt đâu có bán được đâu, nhưng mà giờ dư quá trời, giờ trái quá trời. Ai vô lấy được nhiêu lấy à. 4 mẫu à. Còn 4 mẫu hả? Người ta mua 200 triệu hả? 200 triệu. Trời ơi. Mà người ta trồng là có 70 triệu, còn đâu người ta bỏ hết. Ừ, đặt cầu chứ 70 triệu đúng không? Đặt cầu có 70 triệu. Rồi cuối cùng bỏ hết luôn. Trời ơi, sướng thật đời ghê luôn. Trời quá trái luôn. Trời ơi. 2 mà về bán mệt rồi mất đi. Kinh khủng nè. Mới lộn mưa tí xíu thôi ba rồi. Đây là chôm chôm nè. Chôm thái luôn. Để thiện. Làm được thiệt. Trái hết cho mọi người thôi. Nhiều đá thật quá trời luôn. Hồi sáng con tính đó là chôm chôm thái chứ cũng không phải chôm thái chôm thường. Rất là ngọt luôn mọi người. 8 8, 9 10 người, 11, 12 người lụm. 4 mẫu mà, 4 mẫu. Nếu như kia còn đi đủ không? À, đúng rồi. Cái này rồi, chôm chôm rồi. Chôm chôm thôi, chú ở đây mà. Rồi, nếu không có biết mà bán được hàng thì một năm mà thu trừ chi phí thì không có về được vài trăm. Xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì Âu đang có mặt ở trong vườn chôm chôm tại ấp 3 xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ở đây là cái vườn chôm chôm mà người dân, người ta chủ vườn đây là do dịch Covid do phong tỏa nên là thương lái họ đặt cọc rồi, nhưng mà do phong tỏa nên họ không có đi vô thu mua được. Ông ra mà chủ vườn lại không có bán được cho ai. Nó ra đâu chủ vườn mướn thợ giặt xuống để mà dưỡng cây để chuẩn bị cho vụ sau. Nó nhiều quá trời nhiều luôn mọi người. Chôm trái quá trời trái luôn, trái nhóc quá chừng. Do dịch Covid mình nghe nói là cô chủ vườn đây người ta mua cái vườn này là 200 triệu. Xong rồi vườn chôm chôm này ta mua trái chôm là 200 triệu, mà đặt ta đặt cọc 70 triệu, thương lái vô đặt cọc 70 triệu, khi nào thu mua xong là ta trả hẳn luôn, là trả thêm 130 triệu là 200 triệu. Mà cuối cùng thì do dịch Covid phong tỏa nên người ta không có vô mua được. Ta không có vô vườn để người ta mua được, nên là chủ vườn thì không bán được cho người khác. Nhưng mà bán thì quỷ hợp đồng, không phải bồi thường. Chủ vườn thì không bán được cho ai, mà thương lái thì không vào mua được. Nó cuối cùng vườn chôm chôm phải bỏ cái này nè mọi người. Đó, dân người ta ra đây ta lượm, ai bán được cái nào thì bán. Còn đi gửi xuống Sài Gòn các tỉnh khác để mà bán. Vườn chôm chôm trái kinh khủng luôn. Mọi người thấy không? Ở đằng kia mấy thợ, ta muốn thợ đến giật cái chôm chôm xuống đó mọi người. Đây, trái kinh khủng luôn nè. Đó, con sáo chi chín, trái sâu. Chôm chôm thái nha mọi người nha. Mở luôn. Nè mọi người, nó rất là ngon luôn á. Sáng nay mình với vợ mình với hai cháu nữa vô đây lụm chôm chôm về để mà ăn. Nếu có nhiều thì bán được ký nào thì bán. Đây, chưa. À. Trời hồi nãy em tính đồ thiện. Em giật lâu chưa? Sáng giờ giật mấy lúc mấy giờ? Giật lúc 6 giờ rưỡi sáng. Vậy hả? Tính đồ thiện. Ủa nó thiện sao không phải giống thiện? Chôm chôm giờ năm nay mà mất mùa nè. Covid không bán được nè. Anh Hùng nói lụm về ăn, có dư thì cho nhím, cho bà con dòng ăn. Giờ quá trời trái. Covid đâu có bán được đâu, nhưng mà giờ dư quá trời, giờ trái quá trời. Ai vô lấy được nhiêu lấy à. Đây nè, em lụm lên dưới ngoài nè. Đó. Vậy chú hai chủ vườn từ thiện hết luôn cho cả vườn đó, mấy tấn rồi nè. Trời ơi.
đây bên kia luôn không? Năm đây bên kia. Ở đây mấy mẫu đây, chôm chôm đây mấy mẫu nha. Hơn 4 mẫu ạ. Hơn 4 mẫu hả? Người ta mua 200 triệu hả? 200 triệu. Trời ơi. Mà người ta trồng được có 70 triệu còn đâu người ta bỏ hết. Ừ. Đặt cọc chứ 70 triệu đúng không? Đặt cọc có 70 triệu. Rồi cuối cùng bỏ hết luôn. Ai cũng mất tiền hết trơn á. Thương lái thì không thu mua được. Còn chủ vườn thì không dám, không bán được cho ai. Bán cho người ta rồi đâu em bán cho. Ăn đâu có hết rồi bởi vì. Cho dân lụm xong làm mấy cái giá. Lụm này. Trời ơi trái quá trời luôn. Trời, cô Mai tới rồi. Cô Mai vô cũng vô lụm nè. Mai với chị với ai? Chị Phấn. Chị Phấn nè. Chị Phấn vô Bắc Quang đúng không? Cô Mai. Dạ. Nói sao luôn. Dạ. Cô Mai. Hai chồng đi lụm. Quá trời trái luôn. Không thôi mang tội chết, người ta dục bỏ uổng quá nè. Quá trời trái luôn. Đi lụm nhiều đi, không có người ta bỏ mang tội chết luôn kìa. Quá trời luôn. Ta tưởng con bé quá xuân. Trời ơi. Bên đây xong còn phía bên kia 4 mẫu không à. Quá trời trái luôn. Rồi đó. Dạ. Lần này tới mặt đường luôn. Chờ tới mặt đường hả chú? Quá trời phía bên kia nó còn nhóc hết trơn luôn. Kinh khủng. Trời lụm người ta chứ ổn quá trời nha. Người không có mà ăn. Từ thiện. Mình phải cứu giúp đi chứ. Chị. Mấy cái quay lại chứ. Dạ, quay kỷ niệm chứ. Quay ta. Dạ, lâu hiếm khi mới được cho buồn chôm chôm thế này chứ. Quay rồi đi ngang. Ừ. Cô Mai đi ngang hả? Lấy mấy bao. Không có đâu. Nhiều vậy thì cứ có đem về đi thì mới như vậy chứ cần phải có lấy làm gì có cái này. Dạ. Cô biết thì mới như vậy thôi chứ. Không, bà này may quá, cô biết chứ có tôm tôm ăn đấy không có thiệt đó. Trời, sướng thật đời ghê luôn. Trời quá trời trái luôn. Trời. Hái 2 chùm mà về bán mệt rồi mất nhỉ. Hả? Dạ. Bà hái 2 chùm mà về bán mệt rồi đó. Cái gì? Chia từ thiện với lại ăn chùm gì. Mà cái đó cái gì? Chia cho từ thiện đấy chứ. Không, em lụm em đi bán luôn đấy chứ. Trời mới lụm tí xíu gần bao đó hả? Ôi ơi, mới lượm được gần chưa được 5 phút nữa mà gần bao rồi mọi người. Đã đời ghê quá đó, em thích quá à, em thích vườn trái cây, em thích ghê. Cách làng ở đấy ít đi chứ còn đừng ăn gì. Trời, trên đây trùng quá trời luôn nè. Ừ. Em giật xuống lên coi đi. Quá trời luôn. Ừ, đó, quá trời trái luôn. Hôm giờ là như giật mấy lần rồi đúng không em? 3-4 ngày rồi. Vườn ở đây người ta giật bao mấy lần rồi đúng không? Dạ. 3-4 lần rồi đó mà còn trái quá trời trái luôn. Phải nhiều kinh khủng lắm người ta mới mua 200 triệu đúng không? 3 cây là cỡ 3 cây 1 tấn đó. 3 cây 1 tấn. Trời ơi trái giá mang. 3 cây 1 tấn. 1 tấn nè. 3 cây thôi là 1 tấn chứ. 3 cây 1 tấn trái. Chứ 3 cây 1 tạ bình thường quá gì đâu. Trả được nhiều. Tại trong cây, cây của người ta cũng mấy tạ rồi. Cô nói gì cô? Dạ. Cái vườn này của ông khoảng 60 tấn. Đô tô ta hay là xe máy? Con chạy xe máy. Dạ. Chạy xe máy ra. Nếu nhiều thì xúc tấn ô tô chạy về Sài Gòn luôn. Một cây là hơn tạ rồi, cả là mấy tạ rồi chứ. Bây giờ Covid là mới chết dở nè. Trời trái quá trời, trái to không, chưa chùm thái nha. Quá trời ngon luôn. Chùm thái không nè. Sáng nay là 4 thợ giật nè. 4 thợ chủ vườn mướn giật. Thì người ta mướn giật kìa một buổi bao nhiêu em? Úc, chủ vườn người ta mướn giật vậy rồi một ngày, mướn ngày hay là mướn buổi? Mướn ngày á. Ngày nhiêu em? Ngày 300 ngàn. Ngày 300, tiền công giật ha. Trời nè, quá trời luôn, chùm chùm ha. Kinh khủng nè. Mới lộn mưa tí xíu thôi, ba rồi. Trời luôn các bạn ơi. Cái vườn này đi cho hai đứa con nhà mình đi được ạ. Ừ, đi rồi ta đi. Này giờ nó có nhà đi thầy. Mày có lấy đâu mà gả? Mày có hỏi đâu mà gả? Thôi
không lẽ là ba con đó. Bên đây cô Mai này với lại chị Phấn rồi. Bố này đến thì hỏi đây. Bố này sẽ cặp gà với chai rượu qua. Hỏi thì không hỏi, cứ bảo người ta không phải. Mưa âm thải này chứ, làm như người ta ghê gớm lắm. Mày qua đấy mà cứ tỏ tình tung tóe ra cho tôi. Gần gặn không khớm thì thôi. Hôm qua ông cầm dao ông rượt chết. Quá chừng. Ai lụm bao bao cái gì, lụm 5 phút là được bao. Dạ, lụm 5 phút rồi, có thấy lụm 5 phút là được bao rồi đó. Đây, đây là chôm chôm này. Chôm Thái đúng không? Thiện. Làm từ thiện hả cô? Hả? Cô Mai lấy mua lụm chôm gì làm từ thiện đúng không? Ừ, để lụm từ thiện. Dạ, chứ bỏ không phí ha. Người thì không có mà ăn. Không có mà ăn nhỉ? Dạ. Người thì ăn không hết. Đúng là mùa dịch này. Này được bao rồi nè. Thầy bao rồi đó. Tối nay cứ qua tàu tình chung quá nè. Khó mà đi đến đi. Úc. Gần nhà gần cửa. Đã có cái dây nào để ta cột đây ơi. Ở ngoài xem cái ngoài. Rơi này, rơi này. Dạ dạ rồi. Dây mãn nhiều dây đó. Ở ngoài chỗ đằng dương đây. Đây. Ở đây người dân xung quanh người ta đến, người ta đồng về ăn với lại làm từ thiện rất là nhiều luôn. Ngày nào cũng có chuyến xe về thành phố Hồ Chí Minh Biên Hòa. Hôm nay cả nhà mình đi lụm luôn. Đây có bà ngoại nè. Giờ sáng giờ người ta giật ở trên gốc này nè. Quá trời nhiều, giờ hết cây này nè, giật hết cái này nè. Rồi vợ mình đã chắc đóng ở đây, giờ bà bỏ vô bao nè. Đó, trái nhóc hết chưa nè mọi người thấy. Nhiều đã. Quá trời luôn. Hồi sáng con tính đó là chôm chôm Thái, cuối cùng không phải chôm Thái, chôm thường. Dạ. Nhiều quá nhiều. Đấy, hai đứa con nhà mình thấy thích quá đi đòi theo. Con ơi, trái nào ấy nha. Thôi, trái này dập rồi nè, trái này dập rồi nè. Trái này dập rồi bỏ con, giờ dập rồi bỏ nha. Ừ, hai chị em bao đi. Trái này sao cha? Ừ, trái này được nè, trái này được. Con bóp trái nào cứng cứng á, đừng có mềm quá. Đây, giờ đang nhặt nè. Viền kia. Ừ. Được hai bao nè, sáng giờ nhà mình giờ nhặt được hai bao rồi nè. Đây, chị Phắn nè, mấy với Út, với lại chú kia đang giật nè, giật đằng kia. Đấy. Con đi, đi xuống gốc rồi con đẩy mà. Đây, gần được bao nữa nè. Đây, bích cho cháu Linh lụm. Cháu ơi, gần lụm được bao hả? Cũng được bao rồi nè, gặn được bao đúng không? Ok, mình hai bao rồi kìa. Mình kia hai bao là bao bao rồi đó. Ba bao rồi đó. Đạt nghỉ công rồi đó. Một bao này có mười mấy hai chục ký thôi, không được nhiều đâu. Không phải hai mấy ba chục đấy. Không, không. Đây, tầm 20 đến 25 ký rồi, không nhiều đâu. Hay lùm được 5-6 bao thì mới được tả. Cơm nó nhẹ mà, đâu có nặng đâu. Nước kìa chú Linh, vừa có đem chai nước tới nè. Nước lạnh. Con sàn lấy cái đẹp không? Kìa đây, chị lấy cái đẹp nè con. Nè, cái này nè, cái này được nè. Lặt ra. Bỏ vô. Trái này tách một trái ra ăn thử coi. Đây, tách trái ra ăn thử coi. Rất là ngọt luôn mọi người. Ngon lắm. Nó hơi chua chua một tí. Cái trái nó hơi chua, kiếm trái này ngọt hơn coi. Đấy, trái này. Cho mấy cây đằng kia nữa, chịu quả luôn.
con quay trên cây mới đẹp kìa. Dạ. Em vọc sáng giờ làm được 2 bao, 4 túi. Trời, em đầu tư nguyên cái bịch toi đó hả? Dạ. Một bọc kia thôi, một bọc. Một bọc này được khoảng mấy ký em? 10. 10 ký hả? Anh lấy bao cho bà nhặt. Ê, em nhặt đi, lấy bao em nhặt bao. Không, đi. Em đóng bịch luôn mà, em đóng bịch xe vô trong này mà. Vậy hả? Dạ. À. Vậy lấy cái bao để nhặt ha. Dạ. Cảm ơn nha. Đóng bịch luôn. Em đóng bịch gì chút xíu xe vô họ lấy hả? Dạ. À, gửi về Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh em. Bình Dương anh. À, dưới Bình Dương. À. Trời, bên đây cái trái cây quá trời. Kinh khủng luôn. Em ơi, vòng cho cái bao này em. Em. Vòng cho cái bao nè, để đây nè. Đây có cây bơ nè. Trời, trời, cây này trái quá trời luôn. Trời, quá chừng luôn. Em phải phơi khô quá. Khi nào muốn ăn, bỏ vào nước, bỏ vào nước ngâm lại 1 tiếng nữa để ăn. Vừa giật vừa ăn luôn tại vườn. Trái quá trời luôn. Đó. Nhìn trình to, ui, đã chưa? Ui. Lần đầu tiên mà vô vườn chôm chôm mà thấy chôm chôm kinh khủng thế này. Một cây này mà nếu mà bình thường giật luôn gần tấn hả Út? Gần ba cây là tấn. Ba cây là khoảng 1 tấn, kinh luôn. Hôm nay là bỏ bớt hay giật bỏ nhiều lắm rồi đó. Ngon nè, lụm trái thôi. Trái nhóc hết rồi. Quay ông chủ vườn lên. Ông chủ vườn đi thôi thổi. Đây, chú này là chú vườn này. Này vô trong mát này thử. Trời nè. Trái kinh khủng trái. Này đây lắp hệ thống tưới nè. Một cây rồi mà có một cái bét tưới nè. Bác Vì sao biết ở trong này mà vô bác Vì? Bác Nhân. Vô là bác Nhân rồi thấy đi mua đồ ăn sáng rồi vô bắt ngâm mừng mà biết lâu rồi, biết từ bữa lâu mà mấy người họ cứ đi vô đây họ xin rồi họ đi. Mấy hôm trước anh bận quá anh không có vô hái lụm được, bữa nay em rảnh rồi của vợ của vợ đi hái thử coi, đi lụm thử coi nhiều nhiều dữ thiệt chứ đó từ trái luôn mấy lâu nay rồi nhìn thấy mê nha. Cái này làm du lịch sinh thái cũng được nè. Vườn chôm chôm. Ở đây nhiều quá chứ không mà. Cứ khu du lịch vườn trái cây. Đúng rồi, sinh thái cứ lấy vé 100 ngàn thôi vô ăn thoải mái. Ăn không khỏi không có đem không được đem về. Ăn được không được mấy đâu. Nhưng mà em bên đây nhiều nè. Ấy mới nhảy nè. Mình thấy đêm đây không? Rồi cứ đi. Xếp lại 30 ký không? Ý là đồ vô hồn lại. Gái qua đây con, đây nhiều rồi con, gái. Cái này mới rồi con. Có, gái qua đây con. Qua đây nè, qua đây trái nhiều lắm nè con. Qua đây. Qua đây cho lụm nó nè. Con chứ đó không được đâu. Nè trái như thế này nè. Trái tươi trái đỏ thế nè. Nè trái tươi con thấy tươi đỏ nè. Có cái chân luôn nè. Trời ơi cho nhìn nó lạch được nè cha. Ừ. Nè tươi đỏ nè. Đó. Quá tươi luôn. Nè tươi nè con nè. Nè. Ừ. Trời nè, mình thấy chán giải với cốc cây hết nè. Nó đỏ cây hết trơn nè. Tha hồ lụm luôn. Mày đang làm gì?
ba gốc đó là một tấn đó mọi người, ba gốc là một tấn. Kinh khủng, hổm giờ là người ta giật hết 3-4 lần rồi đó mà vẫn chưa hết. Còn bên kia nè, cái vườn này không là 4 mẫu đó, chủ thương lái họ vô đặt cọc 70 triệu, họ dự định mua là hết, vườn này là 200 triệu rồi cuối cùng dịch rồi không có mua, không bán được hết rồi nên ra là họ bỏ tiền cọc luôn. Bỏ tiền cọc, chủ vườn mắc 130 triệu, còn thương lái mắc 70 triệu. Cô dùng đâu? Gì lượm được nhiều chưa? Gì lượm được ít lắm. Gì lựa cho to chứ ngon rồi. Chọn để ăn mà. Chứ không chọn cứa. Chọn để ăn cho nên. Đó gì kìa, như nó nhóc rồi gì? Đây này. Đó nhóc rồi kìa. Út con lạc, út con dịch xuống nhóc rồi kìa. Đây cả nhà lượm. Nãy giờ cũng được gần 4 bao rồi. Thì ăn không hết thì mình cho hàng xóm ăn cho vui. Gì đâu mà bỏ cả vô luôn, bỏ vô luôn. Một cây không mà giật cũng phê út nha. Một cây không mà giật không cũng phê nha. Nó vừa nắng mà nó mỏi cổ lắm, giật lâu mỏi cổ lắm. Cái này giống như ta tập tạ thì gọi là kéo xô đó. Hai cái bả vai giờ nó ê hết rồi. Tập tạ mà giật kiểu này là gọi là kéo xô đó. giờ nó bể cơ luôn rồi đó. Ờ đó. Giật cái chỗ mình dai quá. Đúng rồi. Không được nghỉ. Giống như hôm trước anh đi kéo củi, anh đi kéo củi mà để đốt cành đó. Ui cha, bữa đó làm kéo quá sức á, về ê ẩm cả người. Đúng rồi, nhức cơ luôn đó. Kéo nhiều quá nhức cơ. Nhưng mà bữa sau mà mình đi kéo nữa là nó lại khỏe nha. Nó đúng rồi, đúng rồi, qua hôm sau lại khỏe hơn, ngày thứ ba lại khỏe hơn nữa. Giống như kiểu đá bóng gì đó. Một góc này lại lộn dần, nãy giờ chưa hết. Có trái tươi, trái thối. Trái thối, trái đen là do là hôm trước dịch lâu rồi. Bỏ đây con. Em dành rồi. Đúng rồi, bỏ vô. Đó. Mấy ngoài có gì vậy? Trái, con lựa trái to to một tí rồi. Mình trái to to mà tươi nha. Trời ơi, ba trái này trái nào được cha? Thì con coi nếu mà không dập nè. Nếu coi không dập, không đen, nó đỏ, nó tươi là lụm được rồi. Rồi bỏ vô. Bỏ vô đi con. Bỏ ba trái vô được. Đây tập trung như đây 2, 4, 5 em, bà ngoại 6, mình là 7, 8 8, 9, 10 người, 11, 12 người lụm. Phòng chắc đi sớm sáng giờ ha, quen tay quen nhanh nữa, nhìn thấy nhanh nữa. Ờ à, đúng rồi, còn mình lựa, mình coi dòm dòm cái sợ nó hư á. Nhặt hay lâu. Không lựa nhưng mà nó quen mắt á, nhìn cái là biết cái nào hư không hư là nhanh. Hôm trước người ta lụm trong đây, người ta cho từ thiện nhiều. Nè, con đi. Tí xíu khi nhặt xong đó, mình đây tiếp chú ý của chú anh chị xem nha. Mình tắt máy tí xíu nha. Nhặt sáng giờ cũng đến 11 giờ trưa rồi. Đây được 1 bao, 2 bao. Bên kia 3 bao là 5, 6, 7 bao. Với cháu Linh chở nãy giờ cũng 6 bao nữa, 13 bao. Nhiều. Giờ này mấy anh này còn nhặt rồi. Anh giặt tới 2 giờ chiều là anh nghỉ. Đây quá trời. Chú ở đây là chú vườn nè. Đây, chú vườn, chú đi tỉa cành. Cây này trái nhiều chú nha. Quá trời, đây còn trái nhiều, chưa giặt hết được. Cái cây này tỉa hay quá chú, cây này cắt nhánh hay nha. Cây này chú cắt nhánh nè, chú giặt trái.
học đó cắt cắt nhánh. Cây này hay ghê. Năm nay là năm mà được mùa nhất mà lại không bán được hàng. Buồn chú nha. Vậy chú làm từ thiện hết cái vườn này luôn nè. Bà con trong xóm ai ăn chôm chôm thì lại nhặt. Đây cắt nhánh. Còn bên kia là trái nó quằn cây luôn. Bên kia là trái quằn cây luôn. Chôm chôm này chú nói là một năm mà trừ chi phí hết rồi còn được 30 triệu thôi chú. Thường là được mùa hả chú nha. Hả? Một năm mà trừ chi phí phân bón hết được khoảng 30 triệu chú nha. Có. Phải vài trăm chứ. Một hết á. Hả? Một hết á. Hết cao su á. À hết cao su. Còn một hết chôm chôm này khoảng nhiêu? Phải vài trăm à. Vài trăm triệu hả chú? Là một hết á ha. Chú này hơn hết mà. Nếu bán ấy không có cú ít thì bán phải hoài 200 triệu. Là một hết hả chú nha? Một hết hay là hết 4 mẫu rồi luôn? Có 4 mẫu mà, 4 mẫu đến kia chùi đi đủ không? À, 4 mẫu. Chôm chôm rồi, chú ở đây mà. Rồi, nếu không có biết mà bán được hàng thì một năm mà thu trừ chi phí thì không có về được vài trăm. Tiếc nha. Kệ, vậy có phước chú ơi, để cho bà con người ta đến, người ta ai ăn người ta nhặt, với lại ủng hộ với mấy Sài Gòn này kia rồi ha. Hỏi này thành phố xuống cũng chở mấy xe rồi. Dạ. Mấy cái xe thiện nguyện thì người ta đi được, chứ còn xe bình thường là không đi được. Xe thương lái rồi đâu ai vô mua được. Đó. Dạ. Xe thương lái là đâu có xe vô. Dạ. Vườn rộng, mát mẻ, cây cối xanh tươi. Trái quá chừng. Giờ là chưa rồi, chúng đi nghỉ thôi. Không biết được nhiêu ký nữa, chút xíu mình căng thử được nhiêu ký. Ăn chôm á, ăn no khỏi ăn cơm luôn. Sáng giờ anh vừa lọc vừa ăn chắc phải hơn ký chôm chôm. Dạ. Cho vừa ăn chôm no luôn khỏi ăn cơm. Lèo cao thế. Này giống tôi ngồi không. Cột cao. Bích cột đường không cháu? Đi chú đi dựng cột cho. Được 13 bao. Bao chắc khoảng hơn được 30 kg, bình chắc được 30 kg. Để xíu về căng thử được bao nhiêu đây cho mọi người xem. Giờ chở mấy cái bao này ra mà xe tải chở về nhà về phân phát cho bà con, ai ăn thì ăn. Xe này đâu? Ừ, thấy không? Trái dưới đây nó trắng giả đen hết trơn. Những trái nào đen, trái nào đen không ấy nhặt được thì vứt ra đây. Đó, thành phân luôn, thành phân 40 cây luôn. Hoặc là trâu bò, nhím rồi có ai ăn vô nhặt, giờ vô nhím thôi. Mọi người vô giặt túi bao về ăn. Xe hư rồi đấy, mày chạy cho cũ rồi hư đấy. Trái nhót hết luôn, chặt sáng giờ mà chưa hết được. Xung quanh sáng giờ chắc phải được 20-30 gốc cây này, chưa hết được. Công nhân họ giặt cái này là một ngày chủ vườn trả cho 300 ngàn. Bắt quả trái kinh khủng luôn. Đi dốc quá, bà là phải... Chào quý cô chú anh chị các bạn. Sáng do nhiều quá mình không chạy chở xe máy bằng xe máy được, nên bây giờ là mình đem xe tải tới. Rồi mình chở mới chôm chôm này về. Rồi trở về nhà xong rồi mình
xem coi thành quả sáng giờ cả nhà mình đi nhặt khoảng được bao nhiêu ký nha mọi người. Tất cả là gồm có coi 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bao. 16 bao, bao lớn bao nhỏ. Rồi cộng lại thử khoảng bao nhiêu ký nha. Giờ mình tiếp tục mình cộng nha, cộng lại nha mọi người. Em đếm nè. Đếm coi 30 nè. Cộng 21 nè. 29 cộng 25. Cộng 25 này. Thì gần 4 tạ luôn. Kinh khủng nha. Sáng giờ công tình đi, sáng giờ được 4 tạ luôn. Đó. 4 tạ. Rồi chút xíu mình điện anh mình ra lấy rồi vận chuyển chia cho bà con ít rồi còn như là ai bán ai mua thì bán, còn ấy thì sẽ chia cho bà con thôi. Chủ vườn năm nay họ làm từ thiện rất là nhiều, hôm giờ rất là nhiều đoàn từ thiện họ vô lấy chôm chôm họ đi. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Nhớ cho mình nút like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.